Gì anh Trang? Xe gì nhìn giống cào cào quá à? Người ta mới đưa dọn lại. Ôi à... đưa dọn lại lọt cái tem ra thôi vậy đó hả? Còn nhiều quá, tự người ta làm kia không biết rồi không? Thì bên Tú thì bây giờ cũng có nhận xe làm lại nha. Anh em mà muốn làm bô xăng lửa hay là 62 hay là dọn gì kiển vàng lông thì cứ liên hệ. Có làm xe đạp luôn không anh biết? Xe đạp hả? Ừ. Xe đạp thì vợ nhông xin dĩa. Sắp nhông xin dĩa lại phải không? Nhông xin dĩa mà dĩa nó đi lần 5 cái lần. Còn gì thấy ghê vậy? Đề á. À. Rồi cái đó là đi là 15 mét xuống trên lần. Tính năng xúc mà không cần gắn lại, để xúc dễ trên còn dính dễ dưới mà. Okay, nay đem lại cho anh em coi con Raider xanh cơ cái gớm. Dọn hết luôn hả? Từ ngoài vô trong luôn hay sao? Từ ngoài vô, từ ngoài thôi chứ vàng máy không có dọn. Chủ xe không có đam mê tốc độ, không có làm bô xăng lửa rồi hả? Không, không à, chắc cũng thầy thuốc làm bô xăng lửa luôn chứ. Vô đây là không có đường nào ra mà máy zin á rồi mất hết à, để em biến thái luôn à. Ok, là dọn nó là để tính sơ qua là dọn nó là dọn bánh, bánh rồi miếng trong suốt á. Miếng trong suốt hả? Sao cái này bự hơn miếng kia á? Chắc bỏ mày à, bằng mà phải không? Tại vì cái miếng này là gắn ở trong đây, phải có dây dài vậy đang bắt vô bắt nè anh Sang. À. Đó là gắn cái này rồi á, trong xanh dĩa nè, dĩa của nhìn đẹp ha. Ôi trời, dĩa nhẹ tưng vậy bạn, gì vậy? Nhôm hả? Dĩa dầu, dĩa 43 nhẹ tưng à. Nhẹ tưng à, nhẹ, nhẹ quá nó rơi. Dĩa đúng nhẹ luôn. Tốt nó thành thành số 8 mà hả? Đền. Đâu đó dạ mẹ, cứng lắm, nó cong theo kiểu vòng cung rồi nè. Như kỳ vậy, cứng cầu ngon lắm. Sao mình có thể bẻ được luôn hả? Ngay ba đầu cứng rồi đó. Nhông xanh dẻ, nhông là nhông 14, nhông 14 dĩa 43, nhông đi xanh đi đi. Có cái này đẹp lắm mà để giới thiệu này. Cái này là trời biết luôn, bảo rồi, cái đồ này nó đẹp hơn, không chịu gắn nè, nhìn vô là chất khí phái nè, thấy chưa? Ồ, cộng thêm mấy con ốc này gọi là ông nội của ốc Titan nè. Thế mấy ốc này là ông nội của ốc Titan, để em gửi cho coi vết em đâu rồi. Mấy con ốc này đâu phải ai cũng đi đi anh Sang, cứng lắm sao không? Đó. Con này là phải theo mà người ta điện phân á, thì người ta nhúng khoảng là 5 phút là ra được mười mấy 20 con không? Con này nhúng hoài không ra đâu. Ghê vậy? Phải là bỏ 7-49 ngày nó mới được cái màu này. Ghê. Cũng chạy chạy cũng bể bể à, đâu mắc tiền mà. Đó, còn cộng với sên này là sên Indo, sên trong suốt. Trên màu xanh này đấy, ghê đúng chưa? Ghê. Indo là ở ngoài ngã ba Mỹ Lộc bán cái chai xịt sơn 30.000 á. Là được cái nguyên bộ luôn. Ngon. Chừng nào mà mời cái xịt nữa. Dữ. Mà bánh cũng nhẹ quá ha. Nhẹ. Còn cái này là của X1R, hàng châu Âu á. Tới Uruguay. Châu Âu. Bên Mỹ á. Châu Âu bên Mỹ ha, chúng sinh này. Nói chung là nay em dọn nó luôn, đâu có để mấy này, mấy cái này nhìn sái bầu quá anh Sang ơi. Đúng rồi. Ồ, có kinh nghiệm. Đâu. Còn nữa, còn nhiều lắm, nó cũng chịu khó, nó gắn. Full xe luôn á. Trời ơi, giờ này đừng nói gắn còn chiếc keo nữa nha. Xuống rồi, xe xuống bánh cầm anh Sang. Bánh cầm này Excel phải không? Thì có gì đâu. Ờ quên. Rồi dàn áo có sơn là không Tú? Dàn áo này là dán keo rồi anh Sang. À, giờ lọc keo, dán keo mới, dán tem mới. Mình đi tem đấu. Tem đấu. đấu em giờ đấu sao chưa biết. Gì tốt không dành mấy góc thì tàn đó. Được, cắt luôn. Cắt luôn mà anh dọc chỗ kia rồi. Cắt luôn. Anh lấy lại vậy. Thùng quá, đúng rồi. Là mua đầu đèn này chưa có anh Sang. Cái đầu đèn này quan trọng, cái đầu đèn. Em tính gắn đầu gì á? Em tính gắn đầu là đầu nhỏ. Đầu nhỏ 206 á, chứ là cái thằng đầu bự đít teo á. Đúng luôn. Là như quái thai á anh Sang. Đúng luôn. Quái thai là cái đầu nhỏ, là cái đầu 206. Ủa anh nhớ cái bô zin của con này là nó khác mà ta. Bô này là nó lai rồi, bô này là. Bô này bô gì quên tính. Sachi không? Sachi Sanker hả? Yeah. Bô này là bô Sachi Sanker anh Sang. Nó làm chi cái cổ khổng lồ chứ ta. Trời, cổ khổng lồ siêu to. Thay cái này nè. Đố anh biết cái này là cái gạt thay của xe gì? Ngày đó anh làm mở tiệm xe Honda nha, anh không biết là dở thì diêm á. Mở tiệm xe Honda này của Suzuki Sport. Đúng. Là bây giờ phải lột hết rồi cái này mà nó dán cái gì mà cứng kinh khủng khiếp. Thấy chưa? À, em chứng minh vô cứng rồi. Khó lột lắm. Bà đúng rồi. Mẹ chết mẹ thôi rồi. Đúng rồi, khó lột thiệt mà. Nói chung chiếc xe này hồi em phá banh chành luôn á anh Sang. Thì em gắn đầu vô cũng được, không biết được không ơi. Khoái là vẫn khoái cái đồng hồ này hơn. Đồng hồ kiểu mô tô thể thao. Cái mập đề đi. Khùng quá, mấy này có gì đâu để. Bấm cái này nổ đúng không? Đề Lão Tú. Nè, đặc biệt cái đời sang cơ của nó là phải bóp con đề mới được. Ồ. Cái bồ đó nghe ngộ đỉnh không? Mà đặc biệt cái cây bu zin của nó nghe hay hơn rất nhiều. Bu zin của sang cơ đúng rồi. Đã lắm. Đúng rồi. Đẹp hơn nữa. Đúng rồi, đẹp hơn mà nhìn nó liền lắm, nó đúng rồi. Nó thon ra vậy này chứ không phải là nó này đúng là siêu to. Để này để em vơ. Ủa đĩa này đĩa gì tên gì tới? Đĩa này tên gì ạ? Giót. Giót hả? ZOX. Tiếng Nga mới nói. MXX mà. Đó là cái hộp. Cá hình đúng không? Đúng rồi. Cái nè. Anh cầm nữa không? Cầm. Thôi. nhớ. Con này nó để trước đây đâu nó bị to ghê á. Siêu to khổng lồ. Ủa nó cũng bằng cái đời FI luôn hả Tuấn ơi? Cái đường kính đĩa to vậy luôn hả? Dây dầu là dây dầu không biết tiếng Anh. Gaffer phát. Chi nhìn á. Phát cái bịch viên á. Đó nè, quan trọng con heo đồ phay nè. Thôi là con heo này viên hả? Viên quên. Viên. Mua đồ phay quá quên. Thì dọn xe người ta nói đồ phay quen cái miệng rồi chứ mua đồ zin không à. Ý ừ đúng rồi, không dọn xe mua nói mua đồ zin mà mua đồ phay nên em bỏ xe vô đây là đúng rồi đó, yên tâm luôn á. Hết bài đồ nào cũng phải chất lượng. Em lấy xe này có 3 màu, màu xanh, màu đỏ với màu bạc. Cái màu bạc đẹp hơn. Màu bạc hồi xưa giờ heo này heo 2 bit hả? 2 bit. Rồi rút miếng giấy này ra ngu người luôn á. Đúng ngu. Rồi đó anh bị lần rồi. Nãy chết mẹ luôn á. Con heo này có giá không? Giá chứ. Giá của nó là 1,5 triệu đâu lại. Tùy chỗ bán. Còn heo Nissin mà mắc cũng mắc dữ vậy hả ta? Nissin mắc sao anh? Nissin 2 bit là mắc lắm hả? 2 bit. Có con mình tới 10 mấy không á. Ồ. Có con 450. Có phay. Con 120. À 450 là 1 bit đó hả? 120 là phay hả? Phay. 120 em nói. Ủa sao có con heo vậy? Tại vì dưới sau gắn là phải chế. À. Thay vì mình gắn mình chế phía sau đúng không? Thì con heo dưới sau cũng là heo Nissin. Mình đem sơn lại màu này. Đúng rồi. Hay ta. Đó heo trước là heo gì mà nó không có nhãn hiệu giống ha. Heo trước là con heo tay xanh. không có nhãn hiệu không? Nè, có thửa tay xanh, da đỏ nữa. Cái này là mới dọn sơ rồi anh Sang. Mình cũng chưa đủ đồ phải không? Mà cũng bộn tiền nè. Này đặc biệt giới thiệu cặp bánh. Cái này là bánh trước. Nhìn đẹp quá ha. Ủa Tấn ơi, đầm này đầm gì Tấn? Đầm giót. Giót hả? Trước sau đều là giót hết hả? Thì nó là chiên của Raider phải không? Rồi ok rồi. Dài lắm. Mai là em đi mua luôn á. Đầm giót, cái này là chiên của Raider nha. Cam là Kamosaki. Gì vậy Tấn? Ba cái con nít mình đóng cửa lại để nó ăn trộm xe hết. Đúng rồi. Không đóng cửa lại dắt mất tiêu với Sonic luôn á. Ok đi. À, tới này là cọng đen à. Cái xe quảng bạc. Nhìn cái chữ bạc cái tươi hơn không? Hôm nay tôi không đi phong cách mà miệng đen căm inox nữa hả? Xe của người ta làm đen đẹp sao? Ừ ha. Đẹp hơn xe mình sao? Nó đẹp rồi, nó đâu có dọn nữa. Đúng luôn. Mình làm cho nó lỡ cỡ lứa mứa rồi nó mới bỏ cái này rồi nó cho mình rồi nó dọn cái khác. Đúng. Rồi mình lấy xác. Cái này mình gắn xe khác rồi mình coi như mình dọn được cặp bánh người ta, mình đỡ cướp tiền đi mua. Ngon, vậy là chiếc này chiếc duy nhất trong cuộc đời dọn xe Tú luôn á. Đúng rồi, lần nhận đầu tiên luôn á. Lần tiên cũng là nhận duy nhất luôn á. Excel tầm là 1,9 triệu đổ lại. Nó cho 2 triệu mấy. Xe này bây giờ là mua trước tiên là dọn này cho vô cái rồi mới biết thì đang dọn tiếp, chứ bây giờ nhìn nguyên cái hình này á, ví dụ mình mua hết đồ về mình gắn này nó không có liền. Nếu mà người nào mà chơi xe dành rẻ lắm mà người ta biết, người ta mua cái này cái kia gắn vô nó hợp xe anh Sang. Còn em thích gì mua nó làm theo ý mình mà đâu có gì dính với gì đâu. Nên dọn xe này chắc Tú lắm là tao biết á. Chứ không biết là chắc chắn không gì dính gì. Bắt đầu chỉ mua là thay căm rồi. Bắt đầu thay đầu đèn, rồi dọn cái dàn chân cho nó sáng sáng, sơn cặp lóc, lột tem da, rồi đi lại tranh đấu, rồi bắt đầu vô coi nó thiếu cái gì mới bắt đầu là mua thêm. Làm tiếp ha. Tại tiền của người ta đâu phải tiền của mình, thích thì mình cứ mua thôi. Mình chỉ cần inbox cái là tem về thôi. Alo là có liền. Chỉ có thể mấy người ngu. Bây giờ ơi, nếu cái chiếc xe này là dọn cho bạn Thăng á. Mình thân gặp lần nên dọn là... có nhiều bào được nhiêu thì cũng làm sân bay mà. Biết làm sân bay mới nhận thôi chứ dễ gì mấy thằng mình cưới xe nít này đưa thôi vậy đó, bây giờ nhận xe trả góp mà nhận chí. Đúng không? Thì ok, nói chung thì nói cho vui vậy thôi chứ chi dễ nào đâu được, mà nói em nói thiệt sẽ trả góp cho mẹ luôn chứ. Vậy tao ghét không anh Trà? Mỹ ghét kệ đó. Có thằng chủ xe ghét không? Nói chung là sẽ là mua lại cây bô, chứ cây bô này nhìn xấu quá. Rồi dọn vàng rồi lại thì cảm thấy bây giờ dọn trước tiên là nhá hàng trước, là những cái món đồ trên xe. Cái này là mua sơ thôi là tầm gần 7-8 triệu rồi. Món đồ cơ bản phải không? Đúng rồi. Là bắt đầu chừng nào dọn gắn vô hoàn chỉnh rồi quay clip lại cho anh review lại chắc một lần cho anh em xem. Rồi lên xe nó học cỡ nào. Trong quá trình có này hay thì có thể quay lại đúng không? Trong ví dụ gỡ gấp da, rồi gỡ gấp. Ủa gỡ gấp làm gì? Cùng gỡ cái bánh này ra rồi gắn cái bánh này không được thì gắn lại cái bánh này cũng quay luôn. Bánh này bỏ. Bác lại. Ngon. Rẻ. Ngon. Ok. Chúng cảm ơn anh em đã xem video của Tú với anh Sang. Em nhớ đón xem cái clip mình chiếc xe này dọn không phải gọi là full, nói chung là dọn lại ok vậy. Dọn sơ lại, nhưng mà dọn sơ lại chiếc xe các con như thế nào thì mong anh em góp ý, là ví dụ mà có cái nào nó không hợp thì tôi sẽ câu lại cái phần đó rồi sửa chữa. Tiền của người ta luôn. Đúng rồi em.